Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện gì hot trên kênh MC Khánh Linh USA. Thưa quý vị có thể đăng ký kênh cũng như bấm vào cái nút chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi tin tức cập nhật mới nhé. Và nếu quý vị muốn giao lưu với Khánh Linh, quý vị cũng có thể vào trang Facebook MC Khánh Linh USA. Thưa quý vị, thì khoảng 2 tháng trước đây là tháng 4, tháng 5, ông tỷ phú Warren Buffett, ổng đã bán đi tới 6 tỷ đô la cổ phiếu của mình về cái ngành hàng không, ngành airline mà ông đã đầu tư. Và ông còn tuyên bố với cả cộng đồng rằng tôi bán đi vì có thể là ngành airline sẽ lâu lắm mới trở lại được như thường. Nhưng các bạn ơi, ông Tổng thống Trump của chúng ta đang muốn đề xuất một cái luật trong cái gói cứu trợ tiếp theo mà ông sẽ đồng ý. Đó là ông sẽ tung tiền thêm giúp cho ngành du lịch, giúp cho những cái ngành airline vực dậy trở lại. Ông tỷ phú Warren Buffett hiện giờ đang rất là hối hận là tại sao tôi lại đi bán 6 tỷ cổ phiếu như vậy. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm chút xíu về những cái thảo luận cũng như là những cái dự định mà Tổng thống Trump sẽ tiếp tục làm để giúp đỡ cho nền kinh tế vực dậy sau cơn đại dịch nhé. Khi ngành công nghiệp du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Corona, thì Tổng thống Donald Trump đã đề xuất một ý tưởng cung cấp cho người Mỹ một khoản tín dụng thuế được sử dụng cho một kỳ nghỉ du lịch để giúp thúc đẩy nền kinh tế. Tổng thống đã đưa ra tín dụng thuế khám phá Hoa Kỳ, Explore America, trong một cuộc thảo luận tại Tòa Bạch Ốc vào tháng trước. Theo báo Forbes cho hay, đề xuất này có thể cung cấp tới 4.000 đô la cho người Mỹ cho các chi phí kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ tại các khách sạn, công viên giải trí, nhà hàng và các doanh nghiệp liên quan đến du lịch khác cho đến cuối năm 2021. Có nghĩa là mỗi gia đình nha được tiền để đi chơi nha các bạn. Tín dụng sẽ chi trả tới 50% tổng chi phí nghỉ hè của hộ gia đình, tối đa là 4.000 đô la. Trong hội nghị bàn tròn thì Tổng thống Trump đã mô tả kế hoạch này như là một khoản tín dụng thuế mà người Mỹ có thể sử dụng cho du lịch nội địa, bao gồm cả các bữa ăn tại nhà hàng. Chưa có thông tin rõ ràng liệu biện pháp này sẽ được đề xuất tại Hạ viện hay Thượng viện của Hoa Kỳ hay không. Theo Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ, việc giảm 400 tỷ đô la chi tiêu du lịch tại Hoa Kỳ trong năm nay sẽ dẫn đến tổng thiệt hại kinh tế là 910 tỷ đô la. Đây là tác động nhiều hơn 7 lần so với sự kiện 911. Đối với các doanh thu của ngành du lịch, tổ chức này đã báo cáo trong phân tích năm 2020 của họ. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính là Steven Mnuchin đề nghị chính quyền Trump đang xem xét gửi cho người Mỹ một đợt check kích thích kinh tế khác để bù đắp nỗi đau tài chính do đại dịch gây ra. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét liệu chúng tôi có muốn chuyển tiền trực tiếp cho dân Mỹ để kích thích nền kinh tế hay không, ông Mnuchin nói hôm thứ Tư tuần vừa rồi, trong khi làm chứng trước Ủy ban Thượng viện về doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân. Kevin Hassett, một cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, cho biết trong hội nghị thượng đỉnh online do Wall Street Journal tổ chức hôm thứ Ba rằng cơ hội của gói kích thích giai đoạn 4 là rất cao, ngay cả khi dấu hiệu phục hồi tiếp tục xuất hiện trong nền kinh tế Mỹ. Xác suất của một thỏa thuận giai đoạn 4 là một cái gì đó chúng tôi đã nói chuyện với Tổng thống về tuần trước. Chúng tôi thậm chí đã có một cuộc họp nhóm nhỏ sáng nay để nói về nó. Xác suất của một thỏa thuận giai đoạn 4 là rất 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 cao. Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell nói rằng ông và chính quyền Trump không ủng hộ việc gia hạn mở rộng tiền thất nghiệp 600 đô la mỗi tuần cho đến tháng 1 năm sau vì sẽ ngăn cản người lao động quay trở lại làm việc. Ngành du lịch tại Florida đã bị ảnh hưởng lớn vì đại dịch. Giám đốc điều hành công viên giải trí, chủ nhà hàng và chủ khách sạn đã nói với Phó Tổng thống Mike Pence trong cuộc thảo luận bàn tròn ở Orlando vào tháng trước rằng thiệt hại do virus gây ra là chưa từng có. Nếu chúng tôi không thể đưa mọi người trở lại làm việc nhanh chóng thì đó coi như là sự chấm hết. Những chủ nhà hàng, khách sạn trung tâm của Florida nói Orlando đang đau khổ, Orlando đang gặp khó khăn, ngành khách sạn đang trong tình trạng suy thoái trầm trọng. Thưa quý vị, nếu quý vị đã từng đi đến những cái nơi cũng như là những cái thành phố của Florida, quý vị biết rồi, Florida ba mặt bao vây bởi biển, rất nhiều nhà hàng, khách sạn, cũng như là chính giữa của Florida là Orlando, trung tâm vui chơi giải trí Disney.
Disney lớn nhất thế giới được đặt ở Orlando, bốn công viên ở đó. Nội không mà mỗi ngày mà một chiếc xe vào trong Disney đậu park trên là cũng là 20 đô la rồi. Mà một ngày thì biết bao nhiêu trăm ngàn cả triệu người đến với Disney. Thì mọi người nghĩ coi cái tiền parking không là cũng đã giúp Disney giàu lên như thế nào rồi. Mà bây giờ không có ai đến tận Disney là mấy tháng nay đóng cửa rồi mọi người, và cũng chưa biết là chừng nào sẽ mở cửa lại nữa. Cho nên biết bao nhiêu người bị mất việc làm nhá. Đó, cho nên ảnh hưởng rất là trầm trọng ngành kinh tế. Và bây giờ Tổng thống Trump có một cái đề xuất như vậy là giúp cho dân Mỹ vừa được có tiền đi chơi mà kích thích lại được nền kinh tế nữa, giúp cho những cái business về ngành du lịch nè, nhà hàng nè, vui chơi giải trí họ có thể vực dậy để mà nền kinh tế có thể ổn định trở lại. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.